Vân đó. Mà kêu Hồng Vân quay á, Hồng Vân nói thôi, với mẹ với bảo cháu đi, thôi đi, thôi đi. Đây, hồi nữa chùa sẽ làm lễ tắm Phật tại đây. Thì nhìn Thảo không? Nhưng mình nhìn như vậy mình thấy mình nó mọi cái nỗi buồn, mọi cái gì đó đều tiêu tan khi mà mình lên chùa đó. Thì dường như là tâm lý mọi người sau một cái mùa dịch, hôm nay Phật đản tại tu viện Kim Cang cũng có thể là lần đầu tiên mà khi mọi người được chích cái thuốc Covid xong hết rồi, thì đa số là những người lớn được chích và những người trẻ bây giờ thuốc cũng được chích sẵn sàng hết tại mọi nơi. Thì tại vì thuốc trong ngày nếu không chích thì khi đã lấy ra rồi thì phải bỏ, phải hủy bỏ, cho nên mọi người đều coi như là đăng ký, không cần đăng ký để ghi danh như mọi lần nữa, mà đến thẳng đó và xếp hàng vô chích thôi. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên mà chùa giống như là mở cửa cho mọi Phật tử đến để tham dự cái lễ Phật đản năm nay. Xin mời quý vị cùng tham quan tu viện Kim Cang với phường biển nha. Đẹp không? Đây là do gia đình của anh Diệu Hạnh. Hơn chị em đó là phụ nhau để mà cắm qua để lên cúng Phật. Chùa mỗi thứ bảy chủ nhật đó thì hai chị em hay thức khuya đó, sáng dậy đến là cắm qua qua thầy trồng chung quanh giường, rồi có cần thêm cái gì thì mấy chị em mua rồi cùng cắm để lên để là chủ nhật làm lễ. Mỗi lần mà đi lên chùa Thọ Bát thì Thủy một là phụ với cái cô sư cô Đồng Huệ gõ mỏ, hay là đánh mỏ chứ không dám nói gõ mỏ, nghĩa là đánh chuông. Đây là cái chuông, thì có một cái chuông mà do chú Tiểu đánh nhiều mà đánh mạnh quá, chú Tiểu đánh mạnh quá bị bể, cho nên sau này chắc mấy mẹ con sẽ cùng với quý Phật tử cùng lại một thỉnh một cái chuông khác về, thì chùa là phải có hai ba cái chuông chứ không phải là có một cái. Phải suy nghĩ mình giỏi cái cách mà để mà nghĩ trong đầu như thế nào mới cắm được như vậy, quá đẹp. Phục mấy chị em thì giỏi. Cái duyên của mình vô tỉnh chùa
cùng tham quan tu viện Kim Cang với Thủy nha. Đây là thời điểm hiện tại. Bác chị Liên. Đây. Chân dung đây, chân dung vị này là Diệu Hân nè. Em Diệu Hân này là đã phụ với là Diệu Hỷ là cắm quà đó, cắm quà cho chùa đẹp. Ha, đẹp. Phụ. Xin giới thiệu với quý vị đây bác Diệu Liên, Phật tử cao tuổi nhất của chùa. Bác Diệu Liên mô Phật, hôm nay bác khỏe không? Nay bác khỏe không? Khỏe. Dạ. Bác 90 mấy tuổi nha, mà thọ bác rồi vẫn lên chùa thọ bác đây, khi có khi thăng khi giảm, khi có khi không. Bác là lên là coi như là thầy in cho cuốn tập là coi như cuốn kinh viết cái chữ diệu pháp liên qua, còn bự chữ bự vậy nè. Ý cũng nhờ mấy đứa em nó in cho chữ bự để coi đem kiến thấy đường, nhưng mà cũng hơi lâu lâu cũng mà trời khi sụp sao nhãn lên. Dạ. Ôm dạ. Trời ơi, con người đẹp của con. Dạ, con cảm ơn quá. Mong bác khỏe, bác lên chùa là tụi con vui rồi. Năm nay còn sống không? Không có, bác vẫn khỏe, không có sao hết. Dạ, bác vẫn khỏe. Để hồi thì tham dự lễ Phật đản. Sao mà giữ được cái thân hình dạ hơ. Thật ra cô không phải dữ đâu mà con ăn chay tháng 2 à. Dạ, con ăn chay nguyên tháng cho nên nó cũng thon thả chút xíu. Xuống cũng hôm bữa là 117 pound, bây giờ là còn 110. Ôi trời, nhưng mà cô cao bao nhiêu? Có hả? Không biết mấy feet, nhưng mà là 1m56, bây giờ lùn rồi còn 1m54 mà. 54, như vậy thì là... đừng có suốt nữa là xấu. Bị tự bị ốm thôi chứ không phải muốn ốm, mặt tự nhiên dài mặt dài thon. Kể đi, sao biết con khỏe là được rồi. Hôm nay thấy cô mặc đồ đồng hồ trong. Dạ, cái này là của một người em trai ở bên Việt Nam. Mai qua cho mấy đứa em nó tặng. Dạ, đây là áo dài của là tụi con kêu là trí lữ gia lựa Mai, nhưng mà do một người em tặng cho mấy mẹ con mấy bộ dài đủ màu. Các dạ. Cái mặt đẹp quá thì. Dạ, con cảm ơn bạn. Đây là ông chủ nhà thuốc Qua Đà, anh Tuấn, chủ nhà thuốc Qua Đà tại Atlanta. Đây là mấy đứa cháu Phật tử, một lát nữa là sẽ cúng dân hoa cúng Phật đó, đó là chút nữa làm lễ Phật đản đó, là các cháu sẽ là múa cúng dân hoa. Đó, ngoại trừ đi học tiếng Anh rồi thì là các cháu cũng học, ba mẹ với các cô cũng dạy tiếng Việt cho mấy cháu, nên thấy dễ thương không? Wow. Trên 20 năm từ khi bắt đầu thành lập ở đây, là có cái nhà nhỏ bên kia, đây là mới xây sau này, mà thầy là không có kêu gọi gì nhiều, giống như có bao nhiêu thầy làm bao nhiêu. Rồi Phật tử có những người họ phát tâm cúng dường và phụ thầy, rồi thầy nói chỉ còn nở chút ít, nhưng mà là Phật tử nói khi nào có thì đưa, còn không có là coi như quên luôn cũng được. Cho nên đó là một điều phước báo cho sư phụ ở đây. À, tu viện Kim Cang đặc biệt là không có nợ.
là thầy có cái view xây view thì phải xây trên 20 năm thì thầy mới khánh thành, cách đây cũng mấy năm về trước. Đây mình chỉ cho coi cái cây hoa. Hoa gì ta? Hoa biển ngạn hả? Hoa biển ngạn. Hồi đó đó, mình trảm trước mình mới tấu sau, mình bây giờ ở đây mình thưa thiệt. Mình đào lên hai củ xong mình mới vô nói với thầy ơi, thầy cho con xin hai cái củ này nha, thầy con thấy bông đẹp quá. Đó là đây. Phải thú tội chứ. Đây, bây giờ nó ra lá không, nó không có ra bông, nó nằm rạp trong kia kìa. Đó, nó nằm rạp tung tút trong đó đó. Chắc khó thấy đó. Thấy mà. Ra lá không à. Nhưng mà bắt đầu tới gần mùa đông á là nó khoảng tháng 10, tháng 11 gì đó là lá này nó rạp xuống hết thì bắt đầu nó sẽ bọc lên mấy cái cây bông màu đỏ đỏ. Đây là đi một dải bông hồng của thầy, đây cái mặt kính phía sau. Cái gì thấy toàn cảnh này đẹp đi không? Rất là đẹp. Khu rừng hồi ngày xưa đó, ngày xưa thì có làm lễ Phật Đản hay lễ Du Lan ở cánh rừng ở phía kia, nhưng mà sau này thì chùa lập lên nhiều quá, bây giờ ở đây là rất là nhiều chùa cho nên Phật tử thì cũng chia bớt, cho nên giờ thầy chỉ làm ở dưới trên chánh điện và xuống basement nếu có hát, nhưng mà hiện giờ đang mùa dịch cho nên không có mời ca sĩ hay nghệ sĩ về hát, chỉ có thường nhàn coi như là với các con là với Phật tử ở chùa là giống như tự biên tự diễn thôi, chứ thật ra có nghệ sĩ thì Phật tử sẽ đến chùa được nghe nghệ sĩ hát rồi được nghe thầy giảng, đó điều đó nó hay hơn, nó vui hơn. Còn mình là coi như Phật tử thường thành ở chùa rồi hát hoài với nghe hoài chắc cũng chán. Đây đẹp không anh nè, cũng như là với mấy em bé. Đây là cẩm tú cầu, gì thấy không? Wow đẹp quá. Đây là màu tím, đây là màu hồng, có khi nó ra màu xanh. À bên đây màu xanh nè. Trời ơi có thay đủ màu đẹp quá mâm ơi. Đây màu xanh nè. Ở nhà mâm có cây màu xanh. Wow, màu xanh đẹp quá. Tím, màu hồng. Mà giờ phải ghi dừng lại. Thấy không? Đẹp chứ không? Đó. Wow, cái cây này xem đây nó rổ mà nó cao dữ ta. Đây, cây này nó có. Cái nào mâm? Ủa thầy có màu trắng đó kìa. Màu trắng ít thấy lắm á. Trắng ít hiếm. Đây, nguyên một vòng đây. Quên chỉ cho chị, chụp chỉ cho quý vị coi mấy cái sen thầy trồng á. Thì bắt đầu thầy để đếm số luôn, 1, 2, 4, 5, 6, tới 100 thùng rồi. Đây là sen. Cái vòng qua phía bên kia luôn. Đó, sen này dài dài đây nè, thấy không? Đó, thầy trồng sen. Chúc xin thầy miếng bèo về thả với hồn. Nó còn 5 con cá đó con. Wow, đây là qua 10 giờ. Cái này dễ sống lắm, mình hồi bởi nhà là mình cứ gieo, mình ngắt ra, mình cắm chút mình nó giờ nó đầy hết. Đây, lily này gọi là cây. Wow, đẹp quá. Nằm rạp xuống vậy nè. Mỗi năm mỗi lên. Nguyên một dàn lily. Nó cao quá hả? Cái này số cao dữ vậy? Nguyên là nguyên bụi luôn nè. Thấy không? Ồ nó rạp xuống luôn nè. Rồi. Chúc quý vị vui vẻ nha. Một hồi nữa thì nếu mà quý vị các bạn mà chưa có ngủ á, ở bên Việt Nam mà chưa ngủ thì coi livestream ha. À, Thường Nhàn sẽ cùng với các con hát cúng dường. Đó, coi là thử máy nha chứ. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chúc mùa Phật Đản an lành. Yeah.
Oh.
Xuân đã trở lại vậy đó. Tại vì thật ra mọi người cũng chích ngừa hết rồi, thành ra cảm thấy vui, thấy trong lòng mình rất là vui. Mình cảm giác muốn chia sẻ với mọi người. Và trong buổi lễ hôm nay mình cũng cùng với các con, với quý thầy cũng mong là Việt Nam mình nó thoát qua cái nạn dịch. Tại vì thấy buồn quá à, thấy thiệt là buồn. Kỳ này nó bùng lại làm mọi người, nhất là sân khấu của các bạn mình, rồi công chuyện, công sở, rồi công việc này nọ nó bị đình trệ. Mình cảm giác mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca